Mấy lo cái nhẹ là mọi người. Nào hai mẹ con đi câu nữa nha. Ai ông câu đường này là cả nhà. Để ông quay cái nhà có cái đường này nha. Đường mới à. Nó còn một xíu nữa. Đây em câu mồi. Nên câu mồi dế. Với hai cây cây càng càng cao trúc. Với đem theo cái câu này đặng câu xa. Bước chung chú bước nha. Ừ. Nè. Ừ. Ừ, trời. Một em. Một em cả nhà ơi. Đừng có uống, uống. Trời ơi, cá bấm. Con mình được cá bấm. Chú ơi, câu trong này được không chú? Câu trong này được không? Con câu trong này được không? Trời ơi, trời ơi, cái gì trời. Ui. Đừng lấy lên. Cái nhà ơi đập ghê luôn. Ui, cá bự cái nhà ơi. Cá bự. Rồi nó uống luôn nữa cả nhà. Rồi dở nha. Ừ, dế bỏ rồi. Ui, cá bự, cá bự. Ui. Ui. Đậu trắng. Mày mắc nhánh cây cả nhà ơi. Cá bự nè. Rồi để im đi. Mẹ ơi, cái hoa con không có rồi. Kệ nó đi con. Hoa con được rồi. Ừ, con ngồi xuống, đừng đụng vô mẹ câu. Chỗ này nó khó lắm các nhà. Ơi, mập ghê luôn nghe. Nè. Quá mập. Mẹ ơi, con lòng. Mẹ ơi, cái này chơi vừa không? Không, nằm đi. Dạ. Ủa, người ra lao chạy rồi. Ủa, mẹ ơi, cũng còn nữa mẹ. Ơi. Cũng còn nữa. Ừ. Yếu, béo hơn cả nhà.
Ui, giật quá. Đó. Câu gần chút xíu. Rửa phao mình ơi. Rồi cái phao mình tiêu rồi. Cái cây của con quán dính con nè cả nhà. Giờ kêu không kịp rồi cả nhà. Một em cá gâu. Ôi. Rồi xúc luôn rồi. Cái này khoai tiêu ngon lắm cả nhà. Dính quá kìa. Rồi nó ăn mà nó lôi cái phao nổi luôn cả nhà. Bự ra. Đá cả nhà ha. Ăn nữa. Hả? Coi nè cả nhà. U nu hay cả nhà nè. Đã. Kiến à. Kiến à. Có uống không cả nhà ha? Rồi lỡ. Ngon nha cả nhà. Uống quá. Rồi. Con cá này nó mặn nó xấu. Chụp bốn nó quẩn dính được. Chụp bốn quẩn dính được nữa. Coi này cả nhà. Chụp cái lăn xuống chụp dính được nữa nè. Thấy không cả nhà? Uống ra. Rồi xong không? Ừ, còn, rồi, cá ra luôn. Con đừng có bụng mũ gì vậy. Ừ.
ui ui ui, cá bự, cá bự, cá nào ơi, cá bự. Ui ui. Mẹ. Chết ra, chết ra. Ui. Ui, con này cá nhau ui. Ui. Đi ra. Ui là trời, nó bự nè trời ơi, trời. Ui, xuống con tay thiệt chứ. Không thấy cái phao ở lâu luôn á cả nhà. Về cả nhà ơi, nắng quá. Dưới mới dế bữa nay bán 5.000 mà câu thiếu nữa, 20 con câu thiếu nữa. Hôm nay về cho cả nhà coi kết quả nha cả nhà. Về nha. Coi thành quả em câu nha. À, được má này cả nhà ơi. Được con cá rô bự. Nè cả nhà. Trời ơi, cá này nó phê, nó đã gì đó. Ui da, nó nè. Nè. Dạ. Ui ghê cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Nhớ bấm kia một đăng ký nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn nhau video sau nha.